mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mã Thanh. Mã Thanh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt. Gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng do công việc phải giao tế nhiều đã phát sinh những việc khiến họ bó tay. Từ nhỏ thì Mã Thanh rất ưa tĩnh tọa tu hành. Sau khi kết hôn, do bề bộn việc nhà lẫn công ty nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân diễm những thối xấu thế tục. Trong thời gian này, anh tạo vô số nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, gì cũng đều phạm. Do vậy mà quan hệ vợ chồng đã dần dần chuyển xấu. Mới đầu thì phát sinh gây gổ, sau đó dẫn tới ẩu đả, hôn nhân đang ở bên bờ vực tan vỡ. Mã Thanh cũng muốn cứu vãn hôn nhân, hy vọng thoát khỏi phiền não, vì vậy anh đến tìm tôi. Lần đầu tiên diện kiến, Mã Thanh gây cho tôi ấn tượng không tốt. Nhìn mặt anh, khí sắc u ám tối tăm. Tôi nói: anh gần đây tâm tư rất thống khổ, nơi tim đau đớn khó chịu lắm phải không? Đúng vậy. Mã Thanh gật đầu thừa nhận. Và anh từng phá thai 4 lần, trong số đó có một bé trai hết sức ưu tú, phải không? Mặt Mã Thanh đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Anh căng thẳng nói: quả tình vợ tôi đã phá thai 4 lần, nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. Riêng vợ tôi trước khi phá thai có lần đã nằm mộng thấy một bé trai. Cô làm sao biết được? Những việc của mỗi cá nhân làm không gì mà không lưu lại, hiện lộ rõ. Tất cả việc mình làm thảy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết. Nhưng bản thân mọi người không hay, còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm. Thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ, không sót mảy may. Những việc không hay phát sinh trong gia đình anh thảy đều do sát nghiệp tạo thành, mà trong đó tội phá thai là nặng nhất. Anh nhất định phải chí thành sám hối, tụng kinh ăn chay, phải vì mỗi dông thai đã bị giết đó tụng ít nhất 7 bộ Phật thuyết trường thọ diệt tội hội chư đồng tử Đà La Ni kinh. Nhất định phải thành tâm thành ý sám hối sửa chữa, từ rày về sau không nên đánh đập vợ nữa. Anh có làm được như vậy chăng? Làm được, tôi nhất định làm được. 1 tháng sau, Mã Thanh dẫn vợ là chị Trương đến gặp tôi. Lúc này khí ấm đen trên mặt anh đã biến mất. Hơn nữa, dung nhan còn rất tươi tắn, hớn hở, đầy vẻ tự tin. Vừa gặp tôi, Mã Thanh xúc động nói: thật không thể nghĩ lường, tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh. Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni. Tôi vừa mới đọc một biến thì ngay đó cảm thấy muộn phiền đau đớn nơi tim tiêu mất. Thế là tôi vội đến y viện khám. Nhìn vào thấy bản điện tâm đồ hiển thị bệnh tim đã hồi phục bình thường. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Tôi nguyện từ nay nhất định kiên trì học Phật, tụng kinh sám hối, làm một Phật tử chơn chánh, sống lợi ích cho chúng sinh. Hiện giờ quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển tốt rất nhiều. Vợ và con gái cũng khởi sự bước vào đường học Phật. Nhờ Mã Thanh thực tâm sám hối, chân hành tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh, nên đã hóa giải oán hận nơi vong thai, giúp bé sớm được đầu thai. Đồng thời bệnh anh cũng hồi phục mạnh lành. Cả nhà đồng tu học theo Phật pháp, thu được nhiều lợi ích. Giải thích thêm: phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng. Những phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước Phật tụng kinh Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni hoặc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết, như vậy mới có thể diệt tội. Tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụng thì hiệu quả càng tốt, bởi khiến nữ nhân từ hoài thai cho đến phá thai là trách nhiệm mà nam nhân không thể trốn tránh. Ha ha ha, 问什么的说呵。